ơi, sao 8 tháng rồi chưa có bi ra bóp sung vậy? Sao 8 tháng rồi chưa có video anh? Khi nào ra tập mới của bi ra bóp sung vậy anh? Sao chưa ra bi ra bóp sung vậy anh? Nào ra bi ra bóp sung vậy anh? Khi nào ra bi ra bóp sung vậy anh? Nào ra bi ra bóp sung vậy anh? Bi ra bóp sung Pizza Bossum là một tựa game được ra mắt cách đây 8 tháng trước và mình đã phá đản nó rồi. Nó không còn gì để chơi hết. Mình đã trả lời bạn lấy tên quần què đi giờ một cách cắt gọc như vậy. Mình cứ nghĩ rằng vậy là kết thúc. Có lẽ bạn ấy sẽ không bao giờ spam nữa. Cho đến khi mình xem lại video cũ. Ăn cắp 3 chiếc vương miệng và để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Ê, ăn cắp được là một vấn đề đã khó rồi. Nhưng mà ăn cắp mà lại còn không để bọn nó cướp lại là lại một vấn đề khác nữa đấy. Mà chó sợ luôn. À. Chào. Cái chó sợ mà. Ê, mất luôn. Mất luôn. Ôi giời ơi, bao nhiêu công thức mới lấy được cái vương niệm giờ để trả lại nó. Rồi. Mình nghĩ là mình sẽ kết thúc tập này ở đây. Và nếu như mà mình trong thời gian rảnh mà mình có lấy được 3 chiếc vương niệm, mình sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra và cho mọi người biết luôn chuyện gì thực sự sẽ xảy ra. Phải, mình mới là chú hề ở đây. Người sai ngay từ đầu đã là bản thân, lại còn lên tiếng gắt gỏng với người xem yêu quý. Để tả lỗi với bạn, lấy tên quần què thì giờ mình quyết định tải lại game, chơi liền tù tì không ngừng nghỉ. Vì mục tiêu phải đạt được là 3 vương miệng liên tục mà không bị bắt thật sự rất khó. Cộng với việc lời hứa đã để quá lâu chưa hoàn thành rồi, nên không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa. Mình cứ 2 vương miệng, 1 vương miệng, rồi 1 vương miệng, 2 vương miệng, lại 2 vương miệng, 1 vương miệng. Lặp đi lặp lại đến mức game phát ngán và phải mở cho mình sử dụng rất nhiều những vật phẩm khác nhau để lấy được 3 vương miệng liên tục. Trong game có tổng cộng 14 vật phẩm hỗ trợ. Các vật phẩm hỗ trợ được mở lần lượt, không phải ngẫu nhiên. Thế nên càng chơi lâu game sẽ càng dễ. Vật phẩm đầu tiên, nước tăng lực. Vật phẩm kích hoạt tăng tốc độ trong thời gian ngắn. Vật phẩm thứ hai, thanh chắn. Vật phẩm kích hoạt chặn đường chó đi. Vật phẩm thứ ba, cà phê espresso. Vật phẩm bị động, càng uống càng hăng, tốc độ di chuyển càng tăng. Vật phẩm thứ tư, bom khói. Vật phẩm kích hoạt tuy nói là bom khói nhưng nó giống bom choáng hơn. Sau khi bị bắt mà ném bom choáng kịp thời cũng giúp mình thoát thân. Vật phẩm thứ năm, mặt nạ trộm. Vật phẩm bị động khiến chó khó phát hiện. Vật phẩm thứ sáu, mặt nạ chó. Vật phẩm kích hoạt khiến chó không phát hiện. Vật phẩm thứ bảy, kẹo băng hà. Vật phẩm bị động giúp tiêu hóa thức ăn nhanh, tránh đầy bụng lâu. Vật phẩm thứ tám, hộp đồ chơi mèo. Vật phẩm kích hoạt dụ toàn bộ chó trong khu vực gần đó tới. Vật phẩm thứ 9, nam châm. Vật phẩm bị động lấy thức ăn được xa hơn. Vật phẩm thứ 10, xương đồ chơi. Vật phẩm kích hoạt ném ra thì sẽ có khoảng 2 con chó tranh giành mà bỏ quên mình. Vật phẩm thứ 11, găng tay đấm bốc. Vật phẩm bị động đấm choáng chó từ đằng sau. Vật phẩm thứ 12, dầu ô liu. Vật phẩm bị động, số lượng chai lượm được tương đương với số lần chó không thể bắt được mình. Vật phẩm thứ 13, xẻng. Vật phẩm kích hoạt đào về chỗ xếp trước đó. Vật phẩm thứ 14, mũ đầu bếp. Vật phẩm bị động là một ratatouille gấp đôi số đồ bạn ăn. Nhờ số lượng vật phẩm hỗ trợ đa dạng thì sau 5 tiếng mình đã nhận được trái ngọt. Oh,
Yeah, nói chung là nó chỉ có đến vậy thôi. Không một item gì đặc biệt, không một thứ gì để vinh danh. Đơn giản là chỉ có thế. Hy vọng rằng bạn lấy tên con què thì sẽ cảm thấy thỏa mãn khi xem hết video này. Và nếu có thể thì sẽ tìm được một cái tên phù hợp để đặt. Vậy thì mình là Anh Han đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video khác tiếp theo.